Vào chiều nay, tập đoàn Vingroup đã tặng Bộ Y tế phần mềm hỗ trợ đánh giá tiên lượng COVID-19 cùng với các thiết bị đi kèm để hỗ trợ điều trị COVID-19. Phần mềm Dr. S giúp phát hiện nhanh các dấu hiệu bất thường dựa trên ảnh X-quang ngực trong vòng chưa đầy 5 giây, kết hợp cùng với xét nghiệm PCR, từ đó nâng cao độ chính xác, giảm thiểu tình trạng âm tính giả. Phần mềm này sẽ hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới trong việc chẩn đoán, phát hiện sớm bệnh nhân mắc COVID-19. Trên cơ sở đó, triển khai nhanh chóng việc truy vết và khoanh vùng dập dịch. Được biết, đây là phần mềm trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam do công ty VinBrain thuộc tập đoàn Vingroup phát triển từ năm 2019 nhằm hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về phổi, tim và xương dựa trên X-quang. Hiện phần mềm này đang được triển khai tại 12 bệnh viện.